Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại. Nếu có một cọc tiền 27 triệu đặt ra trước mặt các bạn thì các bạn sẽ chọn mua chiếc smartphone nào? Liệu có phải là một chiếc smartphone đến từ Oppo? Đây là chiếc Oppo X3 Pro. Chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp và trên tay flagship của Oppo với mức giá 27 triệu đồng này để xem nó có gì hay ho. Hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn ngay sau intro. Đầu tiên hãy cùng nhau nhìn qua phụ kiện đi. Lâu lắm mình không mở hộp smartphone của Oppo. Lưu ý rằng cái máy này thì mình mượn ở CellphoneS. Mức giá này là mức giá chính hãng. Và mặc dù có hộp, các bạn đây chỉ là máy demo thôi. Không biết là còn thiếu phụ kiện gì không. Nếu mình có thiếu sót gì mà các bạn thông cảm, hoặc các bạn có thể sang tận showroom của CellphoneS để trải nghiệm thực tế luôn. Nhỡ mình có thiếu cái phụ kiện nào. Trong này thì mình cảm giác rằng nó hơi trống trống. Đây là chiếc máy chúng ta nè. Đây là cục sạc nè, cáp nè, và cuối cùng là một chiếc tai nghe. Đây là cục sạc 65W. Đúng, rất to, rất nặng và rất đầm. Và đương nhiên Oppo flagship VOOC 65W là điều không mấy lạ lẫm. Đây là một chiếc tai nghe với cổng USB-C. Đúng như bạn nghĩ thì cái chiếc máy này không có jack 3.5, thế nên hãng tặng kèm chúng ta một chiếc tai nghe USB-C. Và cái tai nghe này thì nhìn nó giống earpod, thực sự luôn, giống hết earpod của Apple. Còn đây là cổng cáp với một đầu Type A và một đầu Type C, rất là cơ bản. Đó là phụ kiện. Đầu tiên hãy cùng nhau nhìn về thiết kế của chiếc máy này. Thì trước mắt nếu mà chọn về màu sắc đi, các bạn sẽ có 4 màu khác nhau. Nhưng mà theo như mình thấy trên website của 7S thì hiện giờ mới chỉ có 2 màu ở Việt Nam thôi. Đó là màu xanh dương và màu đen. Thì cái màu này mặc dù nó hơi chrome một tí mà nó được gọi là màu đen. Cơ mà các bạn còn 2 màu nữa là màu trắng, kiểu dạng trắng ngà và màu mocha. Cái màu Cosmic Mocha này mình cũng chưa được sờ trên tay, mình chưa nhìn ngồi đời thật, không biết nhìn thế nào. Còn màu trắng thì mình thấy là màu trắng là màu rất là hấp dẫn. Và nếu bạn nhìn thấy cái đây, đây là cái thiết kế của nó. Có một cái gì đó mình cảm giác được là nó trau chuốt và nó tỉ mỉ hơn những gì mình nhớ về smartphone của Oppo. Rất trau chuốt, rất tỉ mỉ. Mặt lưng được làm từ kính Gorilla Glass 5 bóng bẩy sang trọng. Và điểm ấn tượng ở đây đó chính là cụm camera này. Nhìn lướt qua thì có vẻ nó có gì đó tương đồng với cả cái cách sắp xếp camera đối với chiếc iPhone 9 Pro Max. Nó có một số sự tương đồng đây. Các bạn nhìn kỹ thì cái kiểu thiết kế kính này nó khác hẳn. Tức là cái mặt lưng nó nối liền theo như kiểu là lên rộng ấy và cụm camera này, chứ không bị gọi là tách rời ra. Cái cách làm này theo như mình tìm hiểu được thì đó là Oppo đã cho cái mặt kính này vào khuôn, kiểu khuôn nóng và dập xuống. Tức là cái mặt lưng đầu tiên cho ra khỏi khuôn nó đã có cái viền cong cong này rồi. Thì không biết các bạn cảm thấy thế nào, nhưng mà đối với mình thì mình sẽ khoái hơn cái kiểu là cụm camera nó vuông thành các cạnh, nó đặt tách biệt ra khỏi mặt lưng hơn là kiểu như thế này. Ít ra nếu mà nối vào chảy vào nhau như thế này thì nó giống như kiểu trên S21 Ultra. Mình kiểu này mình thấy nó hơi lạ mắt đối với cái thẩm mỹ của mình, không biết các bạn cảm thấy thế nào. Ngoài ra về cái mặt lưng này thì còn một điểm mạnh nữa, đó là nó có tác dụng làm 5 châm. Hút cái gì? Hút vân tay và hút mồ hôi. Một phần vì nó là kính bóng và một phần nữa là vì cái màu này. Chính xác nó là màu chrome hơn là màu đen. Cái màu này nó bám vân tay kinh khủng khiếp luôn. Cơ mà nếu các bạn dùng chiếc máy này, nếu mà dùng ốp thì đây không phải là vấn đề lắm. Tiếp đến chuyển sang màn hình, chúng ta có một tấm nền chăn viền bo cong các cạnh, camera đục lỗ, sử dụng kính cường lực Gorilla Glass 5 kích thước 6,7 inch, tấm nền LTPO AMOLED 1 tỷ màu HDR10+, 6,7 inch tỷ lệ 29 độ và giải Quad HD+. Và tần số quét 120Hz. Anh em cần cái gì? Có hết. Đối với giải cao có độ sáng cao 1300 nits, có 1 tỷ màu HDR10+, có 29, có HDR10, có AMOLED, có. Đó là đây là màn hình rất xuất sắc và nó xứng đáng là màn hình flagship nằm trên một chiếc máy có mức giá 27 triệu. Thoải mái luôn, các bạn muốn dùng trong tình huống nào, ngoài trời nắng, trong đêm tối, giảm độ sáng tối đa để cho đỡ đau mắt, ok hết. Muốn chơi game với tần số quét cao, muốn xem phim 120fps, có hết luôn, đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Đấy, đây là cái màn hình này, cực kỳ khủng khiếp. Bây giờ hãy cùng nhau đi tiếp về thiết kế đi. Thì cạnh bên phải chúng ta có nút nguồn với một cái điểm nhấn là cái đường kẻ màu xanh chuối nằm giữa nước nguồn. Nên công nhận là chuối thật, không hiểu sao làm thế. Bên trái là nút tăng giảm âm lượng. Cạnh đáy cổng USB-C, loa ngoài, micro thoại và khay sim. Trong này có 2 sim và không có thể nhớ. Và cái hay nữa, loa này là loa stereo kết hợp cả loa thoại bên trên, rất là ok. Tiếp theo thì cảm biến vân tay đặt ở đâu? Đương nhiên rồi, vì là flagship này cảm biến vân tay đặt ở dưới màn hình. Cơ mà mình thấy rằng vì cái máy này nó không phải là nhỏ bé gì cả, mà vân tay đặt như thế này là hơi thấp. Đối với những bạn như mình chẳng hạn, ngón tay cái nó hơi dài thì cảm giác với gập ngón tay xuống như này nó hơi xa. Nếu mà đặt ở trên phần cao cao một tí giống như nhiều smartphone khác là tiện hơn. Tiếp theo vẫn còn một thứ nữa hay ho về thiết kế của chiếc máy này, đó là nó kháng nước kháng bụi IP68. Oh my god, wow, quá đầy đủ đúng không? Khá là xứng đáng với cái chức danh flagship rồi đấy. Bắt đầu thấy 27 triệu nó đi vào đâu rồi đấy. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau nhìn kỹ hơn vào cái cụm 4 camera này để tìm hiểu xem 27 triệu nó đi vào những cái gì nữa. Thì các bạn có camera chính 50 megapixel, độ giải khá cao, f1.8, camera zoom có, ultra wide có, và cuối cùng cái camera thứ tư là cái gì? Nó là camera micro lens, tức là camera hiển vi 30 megapixel f2.0. Mình cũng không hiểu Oppo cho camera hiển vi với làm gì, để cho anh em yêu sinh học mua về để soi vi trùng chăng? Đây là một cái công nghệ khá mới mẻ. Mình thấy có thể là mình sai, nhưng mình thấy là chưa smartphone nào có trên thị trường bây giờ. Tức là cái camera này khả năng phóng đại lên 60x, và Oppo gọi nó là ống kính camera hiển vi. Vậy nó có soi được vi khuẩn hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi vì theo như mình tìm hiểu, để soi được vi khuẩn thì kính hiển vi phóng đại từ khoảng tầm 400 lần đến tận khoảng tầm 1000 lần. Mình rất ghi nhận cái sự sáng tạo của Oppo. Macro rất là tốt, chụp phóng to rất là sướng, nhưng mà không bao giờ chụp được vi khuẩn. Các bạn không bao giờ nhìn được vi khuẩn đâu, đừng có mơ. Nhưng mà vì zoom lên được tận 60 lần, và ở trên camera này nó có một cái vòng tròn xung quanh. Đây chính là cái vòng tròn LED, nó là ring LED. Thì các bạn có thể dí sát cái camera này vào bất kỳ vật thể nào, kể cả không có ánh sáng bên ngoài, thì cái vòng LED này sẽ tạo ra đủ độ sáng để các bạn chụp macro được. Thì mình có chụp thử da người này, chụp thử cái dây đồng hồ của mình bằng da bò này, xong mình thử chụp kiểu vải trên quần áo này, thì có thể soi được rất nhiều chi tiết mà mắt thường không bao giờ nhìn thấy được. Thì cái này cũng là một cái gọi là món đồ chơi nghịch ngợm khá là vui vẻ, nhưng mà ngoài cái việc nghịch ngợm ra thì mình thấy nó không có tác dụng gì nữa khác cả. Thế đó, các bạn có thể nhìn thấy những bức ảnh ở đây. Còn lần về mặt trước, camera selfie này là 32 megapixel f2.4, và mình sẽ có bài đánh giá chi tiết về toàn bộ những camera này trong video khác. Các bạn nhớ subscribe để không bỏ lỡ. Về phần cứng thì sao? Chúng ta có chip Snapdragon 888, hỗ trợ 5G, RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB, pin lithium polymer 4500 mAh, và đương nhiên có hỗ trợ sạc nhanh VOOC 2.0 65W. Mình thì mình thực sự ấn tượng với công nghệ sạc nhanh chiếc máy này, và mình test thực tế thì có khoảng tầm 16 giây sạc, tăng 1% pin, chưa đầy 40 phút là sạc từ 10% lên đầy 100%. Rất tuyệt vời, sạc rất là ngon, không gì nói cả. Còn về hiệu năng ấy, đương nhiên con chip 888 này các bạn không gì lạ rồi. Điểm Geekbench rồi các thể loại Antutu các bạn cũng chẳng cần phải tìm hiểu nữa rồi. Đây là con chip hiện tại đang là mạnh nhất của Qualcomm, không gì chê cả. Tất cả game chơi đều rất mượt mà, từ Liên Quân Mobile lên Vinh Túc Chiến, PUBG Mobile, tất cả điểm max setting không có gì phản án hết. Nhưng mà có một điều, nó có nóng không? Xin chia buồn các bạn là nó có nóng. Nếu mà chơi trong mùa hè này thì anh em nhớ ngồi trước điều hòa, còn ngồi kiểu dạng là mấy bữa nữa nó hết cách ly, ngồi cà phê ngoài trời thôi. Cầm cái này nướng được luôn. Chơi game thì khá nóng, còn dùng bình thường không sao, không vấn đề gì cả. Thôi tạm thời đã, nó hơi nhiều, hơi bị dài dòng rồi, hết ngày mới rồi. Đây là video mở hộp ở trên tay thôi, chiếc Oppo X3 Pro. Nếu các bạn muốn xem thêm gì, so sánh với chiếc máy nào, test cái gì nữa, bình luận ở bên dưới cho mình biết. Còn muốn mua một chiếc nhớ đến CellphoneS, mua hàng chính hãng, quà tặng khuyến mãi ra làm sao, nhớ click link bên dưới cho mình gọi là ăn thêm tí hoa hồng nhá. Hỗ trợ kênh, mình sắp có em bé rồi. Thế nhá, nhớ like và subscribe vì nó miễn phí. Hẹn gặp lại anh em trong các video khác. Peace.